Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 2 tuần 27 trang 50 sách Chân Trời Sáng Tạo. Ôn tập giữa học kỳ 2. Ôn tập 1 sách giáo khoa trang 74. Viết tên bài em đã học phù hợp với từng bức tranh ở dưới đây. Như vậy thì chúng ta sẽ quan sát các bức tranh ở đây. Rồi các em xem có những nhân vật nào, rồi nhớ lại các bài đã học và các em sẽ viết tên bài đã đọc cho phù hợp ở dưới đây. Như vậy ở đây các em thấy tranh đầu tiên, bức tranh đầu tiên đây là một chú chim vàng anh. Như vậy thì chú chim vàng anh chúng ta nhớ lại bài đọc nào đã học có hình ảnh về chú chim vàng anh này. Thì đó là bài chuyện của Vàng Anh. Có như vậy thì đây là tên bài đọc chuyện của Vàng Anh. Rồi tiếp theo, trên bức tranh 2 thì các em thấy ở đây có người bố và người con. Và người bố là bảo con nhắm mắt lại để đoán tên các loài hoa. Như vậy ở đây chúng ta hình ảnh này, các em nhớ lại bài nào có hình ảnh này? Thì đó là bài Khu Vườn Tuổi Thơ. Như vậy các em sẽ viết Khu Vườn Tuổi Thơ. Rồi tiếp theo, tranh số 3 thì các em thấy đây là có cái hình ảnh chú chim đại bàng chở hai bạn nhỏ trở về nhà. Như vậy thì các em nhớ lại đây là bài nào? Bài Quê Mình Đẹp Nhất. Quê Mình Đẹp Nhất. Đó là bài Quê Mình Đẹp Nhất. Rồi tiếp theo, các em quan sát ở đây, các em thấy tranh ở đây có bốn nàng tiên và bà đất. Như vậy thì bài đọc có hình ảnh này, đó là bài chuyện bốn mùa. Nói như vậy thì các em đã vừa hoàn thành xong bài tập số 1. Đó là các bài chuyện của Vàng Anh, Khu Vườn Tuổi Thơ, Quê Mình Đẹp Nhất và Chuyện Bốn Mùa. Rồi tiếp theo bài tập số 2, viết vào phiếu đọc sách những cái nội dung đã trao đổi với bạn về một nhân vật yêu thích. Như vậy chúng ta sẽ trao đổi với bạn về một nhân vật nào mà chúng ta yêu thích. Rồi các em sẽ điền vào, viết cái vào phiếu đọc sách này, nhân vật yêu thích. Ví dụ chúng ta có nhân vật, ví dụ như là nhân vật ở đây cô ví dụ như là nàng tiên xuân. Thì nàng tiên xuân có là tên nhân vật ở trong bài đọc, đó là chuyện bốn mùa. Như vậy tên bài đọc sẽ là chuyện bốn mùa. Chuyện bốn mùa. Rồi tên nhân vật thì các em sẽ điền một tên nhân vật, ví dụ như là nàng tiên mùa xuân. Rồi lời nói của nhân vật mà em thấy thích. Thì ở đây cô ví dụ là nhưng phải có nắng của em hạ.
Cây trong vườn mới đơm trái ngọt. Có em Hà, các cô cậu học trò mới được nghỉ hè. Nói như vậy ở đây cô sẽ nêu cái lời nói của nhân vật, đó là lời của nàng tiên mùa xuân. Nhưng phải có nắng của em Hạ, cây trong vườn mới đơm trái ngọt. Có em Hạ, các cô cậu học trò mới được nghỉ hè. Như vậy thì các em sẽ trao đổi với, tức là ở đây các em sẽ trao đổi với bạn của mình về một nhân vật nào đó ở trong một câu chuyện mà mình đã học. Thì ở đây cô chỉ ví dụ ở đây là nàng tiên xuân, nàng tiên mùa xuân ở trong bài đọc là chuyện bốn mùa. Rồi lời nói của nhân vật mà cô thấy thích ở đây đó là lời, đó là nhưng phải có nắng của em Hạ, cây trong vườn mới đơm trái ngọt. Có em Hạ, các cô cậu học trò mới được nghỉ hè. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 2 của bộ sách Chân trời sáng tạo. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.